thẳng mọi người ơi, kéo dao cái này rồi bổ dao này. Trời ơi, nó lên nữa hả Linh? Không, cái này nó nghe nè, nó phải lùng một xíu thì mới có lực để đánh ra cái bàn thôi sao? Không đánh sao, một cái sập cái bàn chắc tao cười chết. Tao cười bây giờ đến tối. Chàng ơi. Có vẻ chắc chị ạ, có vẻ chắc. Cái này sao chặt thoải mái mà, nào. Chặt thoải mái. Thêm một điểm nữa, cái bàn, cái này là phải chắc. Một bổ như này là 4 cái. Cái nào mà chặt đấy, được, cái không chặt được nhé. Thái này, dao gọt hoa quả, dao chặt này, dao thái này. Mà thép làm từ thép các chị xin tờ giấy A4. Đấy, giống gì? Thép Nhật Bản. Đúng rồi, thép Nhật Bản. Các chị xin tờ giấy A4. Cái này dao chặt này. Đúng không? Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Cái này đi. Rồi, dao chặt này. Sắc đấy. Ui. Sắc đấy. Quá sắc luôn. Khoan. Nha, bây giờ chị đầu tiên chị thấy là cái bàn nó hơi cao so với cái lực tay của em. Bàn nó hơi được, cao. Được, được. Nổi không? Được, chắc được. Chặt một phát phải gãy nha. Không gãy phải cười chết. Đây đúng thử cái dao chặt nha mọi người nhá, chặt xương này. Những ai nè, mình bỏ cái tay ra được không? Hầm hầm. Chị xem cái bàn này sợ lắm, cái bàn này sợ sập đấy. Sợ sập đấy, cái bàn này đang rung lên. Không, không sập đâu, không sập đâu. Chặt không kỹ. Đừng có dọa, cứ dọa là nó sập đấy. Thông thường là người ta hay lấy cái khúc này nè, xong rồi người ta gõ cho nó một cái cho nó bể rồi người ta. À thế à? Ê, nhưng mà lúc mà em đưa lên á sợ thế. Ơi đừng nói chặt. Nói là không dám chặt. Không mà, anh Lương nói để chặt đi. Để tử à? Để chặt đi. Rồi sập bàn không? Bàn sập đi. Chặt nhá. Là đầu này hay đầu này nhỉ? Anh Lương đỡ bàn anh Lương ơi. Đỡ bàn dùng. Đâu nào được. Sập bàn chắc cười chết. Nói chung là cái thép né ra một cái nào. Thép xịn đúng không? Tay kìa, tay kìa. Một. Trời ơi. Xương, 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 xương. Đúng quá. Xương. Ôi, nóng đá hả? Đứa nào đấm đá vậy? Rồi. Đấm đá luôn. Đồng đây đá là xương đấm đá hả? Đấm đá, đấm đá. Nên trong lạnh nó ấy rồi. Vẫn lạnh lạnh, vẫn lạnh lạnh rồi. Đó. Mẹ chưa? Đâu xem nào. Mẹ chết ta rồi, thôi cho đẹp đi em ơi. Chết rồi. Mẹ đổi 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 bộ khác em đổi. Đổi bộ khác. Không sao đâu. Nhưng mà xương này là bây giờ không là gì cả. Đây nha mọi người ơi, ok nhá, phải là ok ha. Đây, bỏ dao này là giá bao nhiêu đây nhỉ? Đây là một chiếc dao chặt. Cái này dao là... này là dao kiến. Thái này, gọt dao gọt, thái. Gọt trâu này, gọt trâu ấy là gọt hoa quả, các kiểu gọt mướp này. Đó. Ủa, các loại luôn. Tỉa trái cây. Đây còn 300, có 100 hay còn 199 à? Gì? 199 à? 199 cái. 4 cây. Trời ơi. 199 4 cái. Rồi mọi người ơi, 199.000 4 con dao. Bao nhiêu stop em? Báo dùm chị, bao nhiêu? 199 hả? 199 rồi đó. 2.000, ê mình báo ít được không? 2. Mày báo gì tao chán ghê á. Cái ekip gì đâu mà không hiểu nhau gì hết á. Bố này là bố muôn bên Phi ấy. Người ta 2.000 thì người ta báo cỡ chị ơi 200 thôi. Bố này là bố muôn bên Phi này. Đúng rồi, 200 stop thôi nha mọi người. Gỗ mun châu Phi hay Nam Phi luôn này. Gỗ mun châu Phi hay là Nam Phi? Bây giờ là châu Phi hay Nam Phi? Cái mặt có cộng râu trên đây vậy? Đang cấy tạo râu, quay râu, râu quay nón đấy. Quay nón à? Đang làm à? Đang làm cấy râu quay nón. Đây nhá mọi người ơi, một set như thế này sẽ là 4 cây dao tất cả. Và mỗi cây dao á, cái phần này là cố định lại rồi. Nên mọi người không có sợ bị tuột cái đế dao ra phải không? Chỗ này nó có những cái này cố định rồi. Bày vô này. Trời ơi. Phải đứng sao? À cái này. Ê, mình có cái kiểu mình tung cái dây leo xong mình tung cái này không? Đó. Là... Tim trưởng à. Tay không được để như này đâu nhá. À. Để như này đứt tay đâu nhá. À. Cúp này như này này. À. Đó. Một này, hai này, ba này đấy. Ghê vậy. Đấy, muốn nhanh hơn tí nữa là cứ tăng tốc thôi. Nghệ quét nhờ. Ê, hơi dày nha. Hơi dày em ơi, hơi dày. Không, dày lắm. Nhắm mắt thì phải dày chứ. Chán. Nhắm mắt là không được mồng. Cắt cái miếng dưa leo mọi người. Em xin phép review miếng dưa leo mà Linh nó cắt ạ. Quá sắc luôn. Lấy cho ra cái tờ giấy cái. Em xin phép review miếng dưa leo mà Linh nó cắt mọi người ơi. Giấy mà, giấy. Nó dày, nó dày hơn cái mặt em. Đó, người ta phải mỏng nhẹ, dịu dàng, gái hứa. Đó, đúng rồi. Nghệ phải đi chứ. Quá sắc đấy, luôn. Được mà. Ngày xưa làm đầu bếp 3 năm. Oh. 3 năm làm đầu bếp ở Cà Mau. Thứ nhất. Ê. Cà Mau mà. Tay hồi nãy đó. Cầm vậy hả? Cầm này xong rồi mình có thể chọn. Không, đến đây rồi là vứt đi. À, chị biết rồi. Không, đến đây rồi là vứt đi. À, tao biết rồi. Đến đây là chỉ bỏ vào mồm thôi, ăn thôi. Ăn rồi. Ui.
Ừ, cái này là sẽ không đứt tay. Cái này sẽ không đứt tay đúng không? Dao quán sắc luôn. Đây, cái này là giấy. Cái này là ấy này. Mặt này là rất là cứng luôn. Đây, giấy này giấy cứng đấy nhá. Ê. Em ơi, giấy này không phải, giấy viết. Giấy này giấy là giấy A4 em ạ. Giấy A4 như giấy này. Tôi nói cái tên gì đâu mà chán á. Giấy giấy mỏng nó mới thể hiện được uy lực. Đấy. Ok chưa? Nhất tí chưa mọi người? Đây nha mọi người ơi, đấy. Ui, thái giấy này. Đấy, về nhà mà mình sắc thẳng sắc bén rồi thấy chưa? Đó. Quá sắc luôn. Được, được. 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 Chị Hằng lấy bộ này về làm cánh gà bóng đêm. Cái gì cánh gà bóng đêm? Được. Không bị đăng. Ê, nó nghe cái này là cái đăng cái thái này, cái này cái thái mà nhá, thái này rồi, cái này là gọt tù ấy chị ấy, mà trăm mấy nghìn mà nó có bốn 199 mà bốn cái luôn nhỉ, 173 ngàn thôi, cái nào mới trên công sở tất còn bao nhiêu sò tóc sau làm thêm cái mà tên 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 nó có cái hiệu ứng nhạc ấy. Tên 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 tổng cộng 4 cây dao, tất cả mỗi cây dao đều có cái lỗ đó để mọi người treo lên, treo lủng lẳng đó mọi người ạ. Còn có thể treo lủng lẳng đầu giường và treo lủng lẳng ở trên bếp cũng được nhá, treo lủng lẳng đầu giường để ví dụ như nửa đêm nửa hôm có ai muốn mò ra khỏi giường thì còn nhìn thấy con dao biết ôi chết rồi, không được đâu, tôi nằm im đó không đi được nữa đúng không hả? Ê, hồi nãy mới chặt thịt nữa à, thế à? Đâu dao này dao thái mà. Nhưng mà trên cái tóc này à. không sao cắt dính xíu rồi, không sao. Nó bình thường mà. Kinh khủng. Một cái con người phải nói là khủng khiếp luôn đó mọi người. 179 ngàn cho món cái dao nha mọi người. 173 ngàn. Các nhìn thấy tanh tanh. Mọi người đều mua được với giá 173 đúng không? Cái này thông thường. Vẫn ngon lắm. Ăn có ngon hơn thường bình thường không? Tanh. Đúng rồi, giờ mới tanh. Giờ mới tanh tanh. Kinh chưa? Rồi, cái này để qua nha. Cái này để qua nha em. Cái này để qua. 173 ngàn, 4 cây. Ok, mọi người, 4 cây ra 173 ngàn. Mọi người, tầm 3 giờ anh Bình nha, anh Bình đi ngủ một tí rồi. Anh Bình đi ngủ rồi. Tí là có... Đây, hiện tại là có để chỉ dọt thôi. Đấy, là đố lương, lương đố. Rồi, sản phẩm tiếp theo đi em ơi. Vị quỳ. Cái mắt, cái mũi này. Nếu cần đổi áo nhỉ? Hả? Cái thớt vừa chặt năng tiền. Bán luôn à? Ê, lúc nãy chặt cái thương nó không bể đấy, chứ nó bể một cái. Đúng rồi, lúc nãy chặt mà thớt mà không bị gì luôn này. Ừ. Không một vết trước luôn đấy. Ừ. Hả? Biết sao không vết trước? Không, ý là cái này này, đấy, đó. Ê, cái mặt. Đúng rồi, chặt mặt này mà. Hồi nãy chặt mặt kia ông nội. Mặt này, mặt này, dạ, đây nè, thứ thịt nha. À, thứt ra, thứt này thịt thái thôi nhá, chứ không chặt. Ờ, thớt này thớt thái thôi. Thớt này thớt thái. Không mua đũa và thớt. Nhưng mà nó có chặt một cái thì cũng không chỉ là có vết thôi. Nó chỉ là có vết thôi, vết dao thôi. Nhẹ thôi. 30 đôi đũa, cộng một thớt kia. Ừ. Giá nghĩa là 468, nay còn 228. 30 đôi đũa? Sao mà nhiều dữ vậy? Ui, cái này nhìn sang nhỉ? Nhà mình. Thì đấy, đũa chè nhỉ? Nhà mình đâu có tới 30 người đâu. Cái này đũa sang. 30 đôi. Thì cái đôi này là để mọi người phân chia ra. Về nhà mình ghi tên lên đóng dấu lại. Giá bao nhiêu ạ anh? 229. 229. Cả thốt và 30 đôi đũa. 229. Mới có 11 đôi nè. Là 3 hộp đúng không? 3 hộp. 3 hộp mỗi hộp 10 đôi, tổng cộng là 30 đôi tất cả. Ok. 30 đôi đũa tất cả nhá mọi người ơi. Cộng với một cái thớt giá bao nhiêu em? 229 ạ. 229 ngàn.